mức bồi thường đất nông nghiệp không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Căn cứ khoản 4 điều 12 nghị định 88/2024 NĐ-CP quy định đối với diện tích đất nông nghiệp đã sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì xử lý như sau. Trường hợp 1, đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có diện tích thu hồi vượt quá diện tích được bồi thường sẽ được bồi thường bằng diện tích đất thực tế bị thu hồi. Trường hợp 2, đối với đất có vi phạm pháp luật về đất đai có diện tích thu hồi vượt quá diện tích được bồi thường sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định hỗ trợ đối với từng dự án cụ thể. Trường hợp 3, đất được giao không đúng thẩm quyền có diện tích thu hồi vượt quá diện tích được bồi thường sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định hỗ trợ đối với từng dự án cụ thể. Lưu ý, diện tích được bồi thường không được vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 176 Luật Đất đai 2024.